Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn Hương Yên ra đời trưởng thành trong những năm đấu tranh chống thực dân Pháp và ngày càng phát huy được vai trò là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là điều kiện quan trọng bảo đảm sự thành công trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Tổ chức Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn phóng sự Công đoàn Hương Yên với phong trào công nhân viên chức lao động. Ngày 17 tháng 6 năm 1929, Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời và lấy công nhân làm nòng cốt cho phong trào cách mạng. Đảng cử hàng loạt cán bộ vào nhà máy, hầm mỏ, nắm các công hội do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, phổ biến tôn chỉ mục đích, chọn lọc những quần chúng tích cực kết nạp vào công hội đỏ. Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng quyết định tổ chức hội nghị đại biểu Tổng công hội đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất ngày 28 tháng 7 năm 1929 tại số nhà 15, Hàng Nón, Hà Nội. Đại hội đã bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời Tổng Công hội Đỏ gồm 6 đồng chí do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên ban chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng đứng đầu. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Công đoàn Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau và từ năm 1961 đến nay lấy tên là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tại Hưng Yên, sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Hội Công nhân Cứu Quốc ở tỉnh ta ra đời với 50 hội viên là thành viên của Mặt trận Việt Minh. Đại hội Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất chính thức khai mạc tại Đình Cầu Ngọc, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình được bầu là tránh thư ký. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam, hơn 70 năm Công đoàn tỉnh Hưng Yên – nhất là trong gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn bám sát chủ trương chính sách của Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị của tỉnh, vận dụng vào điều kiện cụ thể, định ra phương hướng, giải pháp phù hợp cho phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn. Năm 1997 khi tái lập tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh lúc này chỉ có Liên đoàn Lao động thị xã Hưng Yên 3 công đoàn ngành và 106 công đoàn cơ sở với gần 19.000 đoàn viên công đoàn. Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, lao động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai chương trình hành động cụ thể tới các cấp công đoàn trong tỉnh, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động. Đồng thời, các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động nâng cao trình độ chuyên môn cho công nhân, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Giai đoạn từ 2001 đến 2013. Là cái giai đoạn mà theo chủ trương của tỉnh thu hút đầu tư phát triển trong khi đó thì lực lượng công nhân lao động còn non trẻ đa số là từ nông thôn mà đi ra làm ở các doanh nghiệp cán bộ công đoàn thì còn thiếu kinh nghiệm do vậy mà chúng tôi cũng đã tập trung tuyên truyền các chế độ chính sách rồi tuyên truyền về các quyền lợi của người lao động rồi tuyên truyền về tổ chức công đoàn để công nhân viên chức lao động tham gia vào tổ chức công đoàn để hoạt động. Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đang quản lý 18 liên đoàn lao động huyện thành phố, công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh và công đoàn các khu công nghiệp tỉnh với lực lượng trên 146.000 đoàn viên, trên 1.600 công đoàn cơ sở. Trung bình hàng năm có trên 99% số cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức có 97% doanh nghiệp khu vực nhà nước và 58% doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn, tổ chức hội nghị người lao động. Đa số doanh nghiệp đã chấp hành việc tổ chức đối thoại định kỳ với công nhân. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được các cấp công đoàn thực hiện thường xuyên. Trong những năm vừa qua, công đoàn nhà máy thì cũng là một thành phần rất là tích cực cùng với lại ban giám đốc nhà máy, các phòng chức năng để duy trì các cái hoạt động của nhà máy trong các cái mảng công việc việc chăm sóc về đời sống của đoàn viên của cán bộ công nhân nhà máy từ việc các bữa ăn ca cho đến việc duy trì vệ sinh an toàn trật tự trong nhà máy. Chương trình Tết Xuân Vầy được thực hiện từ năm 2016 với nhiều hoạt động thiết thực phong phú như tổ chức tiệc tất niên cho người lao động ở xa không phải quê ăn Tết, tổ chức các gian hàng bán hàng giảm giá cho công nhân lao động tặng quà Tết, tặng vé tàu xe cho đoàn viên công nhân lao động. Qua 3 năm triển khai đã có trên 100.000 lượt đoàn viên người lao động được nhận quà Tết trên 26 tỷ đồng. Tháng công nhân hàng năm được tổ chức ngày càng thực chất, hiệu quả và thực sự là ngày hội của công nhân viên chức lao động nhiều mô hình mới cách làm hay được triển khai thực hiện có phần tạo động lực tinh thần để động viên đoàn viên và người lao động tích cực lao động sản xuất tổ chức công đoàn của huyện Văn Lâm hoạt động trên địa bàn của một huyện công nghiệp rất là sôi động chính vì thế mà hoạt động công đoàn cũng có những cái nét khác biệt chúng tôi cũng phải tập trung cao độ để có những cái chương trình đổi mới xác thực phù hợp với tình hình thực tiễn nhà chúng tôi cũng đã hình thành mô hình hoạt động nhóm để tổ chức hoạt động công đoàn được tốt hơn cũng như là để tập hợp đoàn kết lực lượng công nhân viên chức lao động cũng như là tổ chức công đoàn trong toàn huyện phát triển vững mạnh góp phần vào sự phát triển chung của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 63 nhà máy ấm công đoàn với số tiền 1 tỷ 600 triệu đồng. Động viên thăm hỏi hỗ trợ trên 200 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro. Nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia Giải quyết việc làm được Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý và thẩm định là trên 1 tỷ 800 triệu đồng. Năm năm qua, quỹ đã giải ngân được 49 lượt dự án tạo việc làm cho 380 người, có phần nâng cao đời sống vật chất cho công nhân viên chức lao động. Trước đây vợ chồng tôi thì ở trong một cái căn nhà nó rột lát được sự quan tâm của công đoàn các cấp Đấy, là động lực để vợ chồng chúng tôi là vay mượn thêm thì vợ chồng tôi mới xây được cái căn nhà nhỏ bé này các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động được cụ thể hóa thành việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy gương mẫu. Trong khu vực sản xuất kinh doanh, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp được khuyến khích. Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới được các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực hưởng ứng với nhiều hình thức như vận động các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ sửa chữa nhà trẻ, mẫu giáo, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho công nhân viên chức lao động, trang bị bàn ghế cho trường tiểu học với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng về tham gia chương trình cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, chương trình xã hội hóa giáo dục tại tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2015 đã cử nhân viên của phòng hành chính của công ty cùng cán bộ công đoàn công ty và lãnh đạo công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đi đến các trường học, các địa phương, từ đó bàn bạc và quyết định tặng bàn ghế học tập, tặng học bổng và tặng bàn ghế cho nhà văn hóa. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn tỉnh Hưng Yên đã được nhà nước, chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và khen thưởng với nhiều danh hiệu cao quý. Trong thời gian vừa qua thì hệ thống tổ chức công đoàn toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa rồi xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị và từ đó đã tạo ra một cái phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ công nhân viên chức người lao động của tỉnh hệ thống công đoàn trong toàn tỉnh đã phối hợp với doanh nghiệp và đặc biệt là chủ sử dụng người lao động đã tổ chức thực hiện tốt cái việc đối thoại giữa chủ lao động với công nhân đã tổ chức thực hiện tốt luật lao động để thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vệ sinh an toàn à, cho người lao động đã góp phần ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đặc biệt ở cơ sở. À, từ đó thì sẽ tạo cái môi trường đầu tư à, để mà thu hút đầu tư của tỉnh. Đất nước tiếp tục mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đòi hỏi các cấp công đoàn trong tỉnh phải nhận thức được vị trí, vai trò, chức năng của mình để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể phù hợp với giai đoạn hiện nay. Trong điều kiện đất nước ta đang hội nhập càng sâu rộng, công đoàn đứng trước những thời cơ và thách thức mới, hoạt động của các cấp công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tích cực chăm lo no, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, tiếp tục là chỗ dựa tin cậy đại diện xứng đáng nhất của người lao động với phương châm ở đâu có công nhân lao động ở đó có tổ chức công đoàn để mọi đoàn viên người lao động đều được quan tâm từ đó tiếp tục khẳng định và phát huy được vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với người lao động và là cầu nối giữa người lao động với chủ doanh nghiệp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, hơn 70 năm thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên cán bộ công nhân viên chức lao động trong tỉnh luôn tự hào và phát huy truyền thống văn hiến của tỉnh thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 18 đảng bộ tỉnh Hưng Yên nghị quyết 12 công đoàn Việt Nam và nghị quyết 18 công đoàn tỉnh Hưng Yên